Whether through Dù có teamwork, làm việc theo nhóm, thông intelligence, minh or hay khéo dexterity, léo, animals các những con vật làm chủ thế giới của chúng vẫn khiến chúng ta hết sức ngạc nhiên. The mangrove forests of Rừng Sri ngập Lanka mặn ở Sri Lanka đang rộn nhịp với các sinh vật ở ngay dưới mặt nước. Where this nơi sinh sống của loài cá này, the eyes of the cặp mắt của cá hung thủ hướng focus lên upward, ở phía trên mặt nước. Surface. That's not Nhưng đó không phải là điểm đáng chú ý nhất của nó. Loài cá này kiếm ăn bằng cách bắn ra một tia nước. Nó ấn lưỡi lên vòng họng, tạo thành một cái ống và quay lại vị trí. Cá cung thủ tiếp tục biểu diễn. He can shoot jets. Nó có thể bắn nhiều tia nước cao đến 1,5 mét. And no one sees Không ai thấy nó đang đến. Sát thủ sử dụng tất cả các loại vũ khí. Chỉ có nước mới làm rõ cái mạng nhện vô hình này. Chỉ trong vài giờ, một con nhện có thể sản xuất ra một loại tơ mà các nhà khoa học phải cố gắng chế tạo trong nhiều năm. Sticky. Nó kết dính, đàn hồi cao và bền dẻo hơn cả thép. Loài nhện có thể tạo ra 6 loại tơ khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Bên cạnh độ chắc chắn, tơ còn ổn định dưới ảnh hưởng của nhiệt, 100% hữu cơ và chứa chất kháng sinh. Loài nhện đã biết tạo ra những sợi tơ kỳ diệu này từ hơn 350 triệu năm trước. Liệu chúng ta có trùng bình hay không, thì có quá nhiều điều chúng ta phải học từ chúng. Như những loài động vật đã truyền cảm hứng cho chúng ta học bay. Đủ tất cả các thể loại trong thế giới động vật. Có những loài chim chỉ bay quãng ngắn và có những loài bay được những quãng đường dài, nhưng không ai có khả năng như loài chim này. Chim đùi, lộng lẫy như một thứ trang sức của tự nhiên và ăn bậc hoa, đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao và khả năng bay lơ lửng. Không loài chim nào khác sở hữu khả năng này. Mặc dù chúng cũng cố gắng, so với các kỹ năng trên không của chim ruồi, những con chim khác đều vụng về. Hầu hết chim đùi bay bằng cách đập cánh xuống phía dưới, sau đó đập lại rồi kéo lên và lặp lại.
Chim ruồi luôn giữ thẳng cánh chứ không đậm lại. Thay vào đó, chúng xoay vai và khớp cánh. Cử động như vậy cho chúng đủ lực và sức mạnh ở cả hai chiều lên và xuống, đủ nhanh để phát ra âm thanh vò ve. Một con chim ruồi đang bay lơ lửng có khả năng kiểm soát cơ thể đáng kinh ngạc. Ngay cả mưa và gió cũng không thể thổi bay nó. Chim ruồi cũng có thể bay trong khoảng không chật hẹp, bay giật lùi và lộn ngược. Với sự duyên dáng không loài chim nào có được. Từ những chuyên gia trên không đến loài chuột xạ lén lút xóa nhà, đến những con vẹt khéo léo, mỗi con vật đều có những khả năng tuyệt vời để sống sót trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm này. Khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt và nguồn thức ăn trở nên khan hiếm, để tồn tại cần phải thông minh và thông minh hơn.